em nhá. Cảm ơn anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay sóng các bác em họa mi siêu mẫu các bác này, tam hoàng các bác nhá, chân mỏ vàng ươm, vàng chóe luôn các bác nhá. Đấy, lông thì vừa mới xong các bác nhá, lông cái này vừa mới xong thôi. Đầu mặt thì đẹp chấm hết luôn các bạn, đầu mặt em này phải nói quá đẹp luôn nhá. Điện đang vào, lông vừa mới xong xong coi nhá. Lông em nó vẫn còn đang ướt, bác nào mà bổ kết em này thì mang về chăm thêm các bác nhá. Đấy, chân vàng mỏ vàng các bác nhá, bộ to, lông mới, chim thuần khoảng 85-90% rồi các bác. Các bác nhìn mỏ này. Đấy, mỏ vàng kia các bác, chân nhá, chân cũng vàng ươm, chân mỏ vàng như nhau các bác nhá. Họa đẹp, hôm nay thời tiết ngoài em nó đang mưa, à, không quay được đẹp quá, clip chỉ lên tạm này thôi. Em này thì về anh em mình chăm thêm nhá các bác nhá, điện nó chưa căng hẳn đâu, vì là lông nó vừa mới xong các bác. Đấy, hot thì khỏi phải nghĩ rồi các bác. Chân vàng mỏ vàng đuôi lá vả các bác nhá, bộ to, lông mới tinh luôn các bạn. Những con chim này thì quá là hiếm gặp được các bạn. Nói thật sự các bác là rất là hiếm gặp những con chim này luôn, em nói thật. Có thể già rừng lắm các bạn. Thông báo các bác là chim nó chưa căng hẳn nhá. Em này mà căng hẳn thì khỏi phải nghĩ đấy. Em này chắc phải bộ 60-70 quá. To lắm. Quá đẹp quá, một em họ mi quá là chuẩn chỉ luôn. Thank you.
cái cánh đó ạ. Bắt đầu bố kết em này thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 các bạn nhá. Rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp luôn. À, xin phép dừng máy nhá. Chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Em xin chào tất cả mọi người.